Vâng, chào bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mô hình mới, đó chính là mô hình cấp nước. Và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, hệ thống là gồm bao gồm hai bồn nước 1 và bồn nước 2. Bồn nước 1 thì bao gồm là bơm 1 và bơm 2, và bồn nước 3 và nước 4 thì bao gồm là bồn nước 2 thì có bơm 3 và bơm 4. Thì nguyên lý hoạt động như thế này. Hệ thống bao gồm hai chế độ bằng tay và chế độ tự động. Và cái chương trình này được thực hiện trên tia Pulso, thực hiện trên tia V13 và WinGC cũng trên tia V13 luôn. Và đây mình chạy chế độ runtime nhé. Ok, các bạn xem ở đây. Chế độ hoạt động thì ban đầu mình giới thiệu chế độ bằng tay đi, Start và chế độ Manual. Đấy, thì Manual thì các bạn có thể bật tắt các cái bơm trên cái hệ thống bằng cái nút ấn On Off. Đấy, On Off tất cả các bơm. Hệ thống ở chế độ bằng tay thì tương đối là đơn giản đúng không? Còn chế độ tự động thì là ngược lại. Khi chế độ tự động, tất cả các cái bơm sẽ làm việc khi mà cái mức nước đạt cái very low, tức là mức thấp nhất ấy. Thì ví dụ như mình mô phỏng cái cảm biến này tác động nhá, on này. Đấy, thì hai cái bơm 3 và bơm 4 nó sẽ làm việc, và off. Tương tự cho cái bơm 1 và bơm 2, khi mà very low tác động thì nó sẽ bật cái hai cái bơm này, được không nhỉ? Và khi mà đạt cái mức cao hoặc là very cao, tức là mục đích người ta đặt hai cái cảm biến như thế này là để đảm bảo an toàn cho các bạn, đảm bảo an toàn cho cái mực nước ở đây. Ví dụ như bây giờ đạt mức cao thì là hai cái bơm này nó tắt đi, đúng không? Và ở đây cũng vậy, mức cao hay là very cao thì cũng tắt đi, tắt cái bơm đi. Và điều đặc biệt ở đây là như thế này. Cái bơm ở đây, khi mà nó sẽ làm việc luân phiên khi mà đạt cái mức lâu này. Nếu mà bơm mà đạt bể mà đạt mức lâu thì bơm 1 sẽ làm việc trước. Và khi mà đạt mức cao thì bơm 1 tắt. Và lần thứ hai và nó sẽ đạt mức lâu tiếp thì bơm 2 làm việc. Cứ như vậy, luân phiên nhau. Ok, mình thử nhá. Lâu này thì là bơm 1 làm việc, đúng không nhỉ? Và mức 2 tức là mức cao thì là bơm 1 tắt, và khi mà bạn tác động lâu tiếp thì là bơm 2 nó làm việc. Đấy, cứ tương tự như vậy, lâu bơm 1 nó cứ làm việc luân phiên như vậy. Tại vì để mà đảm bảo cái hai cái bơm này nó thời gian làm việc là như nhau mà, đúng không? Ok, và cái trường hợp thứ ba là trường hợp sự cố. Khi mà một cái bơm làm việc trong thời gian 10 giây hay bao nhiêu giây thì các bạn đặt. Ở đây mình đặt là 10 giây các bạn. Ở đây mình đặt là 10 giây. Khi mà thời gian làm việc 10 giây. Đấy, 10 giây này. Thời gian làm việc 10 giây mà nó không đạt được cái giá trị, tức là nó không vượt qua cái mức lâu này, tức là cái bơm nó bơm mà không có nước, đúng không nhỉ? Thì hệ thống đã reset cái bơm 1 và set cái bơm 2, đồng thời hiển thị cảnh báo ở cái mục sự cố này, sự cố bơm 1, 2, 3, 4 này. Ok, mình thử nghiệm xem nhé. Lâu, trong thời gian 10 giây mà cái lâu này vẫn không tắt, tức là cái mực nước nó vẫn không tăng lên ấy, thì là nó sẽ chuyển đổi sang cái bơm 2. Đấy, nó chuyển sang bơm 2 rồi. Và ở mục này nó cảnh báo cái bơm 1 là đang bị sự cố. Đấy, tương tự mình thử cho bơm 3 và bơm 4 nhé. Trong thời gian 10 giây mà nó không đạt được vượt qua cái mức lâu này thì cái bơm 4 sẽ tác động và bơm 3 báo sự cố. Đấy, này các bạn thấy không? Và khi mà bị sự cố thì các bạn phải đến hiện trường mà sửa chữa thôi, đúng không nhỉ? Và đây số lần bơm đã sử dụng, tức là cái bơm làm việc bao nhiêu lần thì cái bộ đếm này nó đếm tăng lên. Ví dụ những cái bơm 1 thì nó bơm được 4 lần rồi, bơm 2 thì 2 lần, bơm 3 thì 4 lần, và bơm 4 thì 4 lần, 2 lần.
Đấy thì hệ thống là tương đối là hay và ứng dụng nhiều trong các cái mô hình công nghiệp và các cái hệ thống cấp nước. Tuy là đơn giản nhưng mà nó có tính ứng dụng rất chi là hay. Và ở POC thì mình giới thiệu qua một tí. Ở đây mình chia task này. Các bạn nên đặt task theo mình như thế này sẽ hay hơn. Win POC đâu. POC task thì mình có đặt là input. Input là đầu vào đây, tất cả các task là nằm ở input là đầu vào đây, có miền M và miền I. Output thì có miền Q. Và bit sự cố thì có 4 cái bit sự cố đấy. Và đồng thời là xung P, tức là xung tác động một xung lần đầu ấy. Ok, và ở đây mình có 3 cái network, 3 cái chương trình. Một là chương trình chính. Chương trình chính thì mục đích là gọi các chương trình con và thực hiện một số các lệnh bit reset, reset một loạt thôi. Đấy, reset thì reset một loạt bit ở đây. Đấy rồi. Và chế độ tự động thì thực hiện tất cả các cái chức năng tự động. Đây, mình giới thiệu qua khi mà bơm một tác động ở mức cao ấy thì là cảm biến mức cao thì reset bơm 1, bơm 2 này, tương tự bơm 3, bơm 4. Và ở đây mình tính cho cái bộ điểm số lần hiển thị, số lần bơm ở đây. Đấy, số lần bơm chính là cái thằng này. Số lần bơm chính là cái bộ điểm này. Đấy, cho 4 bơm luôn. Và khi mà very low thì tất nhiên là set rồi, set cả hai bơm rồi đúng không nhỉ? Very low thì ra set cả hai bơm. Đồng từ low thì làm sao để như thế này? Low thì tác động bơm 1 và bơm 2 theo luân phiên, đây là cái chương trình như thế. Và chế độ bằng tay thì tương đối là đơn giản. Bật tắt thôi, set reset thôi đúng không nhỉ? Ok, đây chính là cái chương trình mà mình muốn giới thiệu cho các bạn về cái hệ thống bơm bật tắt bơm nước tự động trên Diaposo V13 và thực hiện trên PLC S71200 1212 DC. Ok, chào các bạn. Bạn nào cần mô hình thì cứ liên hệ mình ở góc phải cái màn hình 0973652625, số điện thoại mình hoặc là Gmail atcentralhealth hoặc là vanngocfora@gmail.com cũng được. Kênh này chính là kênh của Ngọc Automation đấy. Vâng, chào các bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi.